Xin chào các bạn đến với khóa học Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là Mẫn Nguyễn. Thì đây là cái buổi thứ tư ở trong cái khóa học Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì trong cái buổi hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn chạy cái Docker container đầu tiên. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi demo cho các bạn. Thì để chạy được cái Docker container thì tôi sẽ đi mở cái chương trình Terminal lên. Thì máy của các bạn nếu mà các bạn không có cái chương trình Terminal thì các bạn mở cái chương trình CMD hoặc là cái chương trình Command Run lên. Của tôi có cái chương trình Terminal, tôi sẽ mở cái chương trình Terminal lên để mà tôi chạy này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ gõ lệnh để kiểm tra xem là Docker đã được cài đặt trên máy của tôi hay chưa. Thì tôi sẽ gõ lệnh Docker trừ trừ và giật. Đó thì nó show lên là Docker version 25.0.2. Đó thì nó nếu mà nó show lên được như vậy á thì tức là cái Docker đã được cài đặt được ở trên cái máy của tôi rồi. Rồi theo tôi sẽ đi demo cho các bạn chạy một cái Docker container đầu tiên là cái Docker container Helluva. Thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn ngay sau. Thì tôi sẽ có lệnh Docker run. Và theo là Hello gạch ngang qua. Thì đây là một cái container mà do thằng Docker nó cung cấp cho chúng ta. Thì các bạn gõ cái lệnh Enter thì nó sẽ bùn cái Docker image này về cho các bạn. Đó thì nó báo là không thể tìm thấy được cái image Hello World ở local. Thế nên là nó đang bùn cái image từ trên Docker Hub về này. Đó. Thì sau khi mà bùn về á thì nó sẽ show lên một cái message gọi là Hello from Docker như vậy thôi. Đó thì cái Docker container đầu tiên là cái Docker Hello World thì nó chỉ đơn giản nó show lên cái message gọi là Hello from Docker như vậy. Đó. Tôi theo thì chẳng hạn như tôi có thể check xem là ở trên máy của tôi thì hiện giờ nó đang có bao nhiêu cái Docker container đang chạy chẳng hạn. Thì tôi sẽ có lệnh Docker PS. Thì hiện giờ thì nó chưa có cái container đang chạy. Thì chẳng hạn như tôi kiểm tra thử xem là ở trên máy của tôi thì có bao nhiêu cái Docker image này. Thì tôi sẽ có lệnh Docker image. Thì hiện giờ đó, thì tôi có một cái Docker image gọi là Hello World như vậy. Và cái tag của nó thì là native như vậy. Native tức là cái version hiện tại của cái email này đó là cái phiên bản mới nhất đấy. Rồi theo tôi sẽ mở cái chương trình Docker Desktop lên và tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn sử dụng một số cái tính năng ở trên cái chương trình Docker Desktop này. Đó thì bây giờ thì khi mở cái chương trình Docker Desktop lên á thì ở cái phần container này thì bây giờ các bạn thấy là có một cái container là Hello World như vậy. Và nó đang ở trạng thái status là exited này, tức là nó đã kết thúc này. Tức là nó vừa chạy cái Docker container là Hello World này, xong thì nó chạy xong thì nó exit, nó kết thúc luôn. Rồi theo tôi nick vô cái tab email này. Thì khi mà nick vô cái tab email thì tôi xem được cái email gọi là Hello World như vậy. Đó, thì nó cũng tương tự như là các bạn sử dụng cái chương trình terminal. Bằng cách là các bạn có cái lệnh Docker email thì nó sẽ show lên các Docker email ở đây cho các bạn. Hoặc là các bạn thể sử dụng cái giao diện của thằng Docker Desktop để xem được các Docker image của bạn như vậy. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã demo cho các bạn chạy cái Docker image đầu tiên là cái Docker image Hello World. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.